Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là MC Đăng Quang. Chào mừng các bạn đến với chương trình ẩm thực đường phố. Và hiện tại mình đang có mặt ở đường Hoàng Quốc Việt, thị trấn Cao Thượng. Với mùa oi bức và nóng lực như thế này, một cây kem mát lị sẽ làm cho chúng ta cảm khoái phải không? Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một quán kem vô cùng ngon, đó chính là quán kem Mi Xuê. Và bây giờ hãy cùng mình đi theo thưởng thức nhé. Let's go! Quán kem Mi Xuê nằm ở trên đường Hoàng Quốc Việt, khu đô thị An Huy. Không gian thì vô cùng thoáng mát với rất nhiều món như kem, trà sữa, trà đào và một số đồ ăn vặt khác. Nhưng ấn tượng nhất với mình đó là cây kem dài truyền thống với vỏ ốc siêu giòn, kem béo ngậy thật đã các bạn ạ. Vừa rồi mình và các bạn đã khám phá quán kem Mi Xuê phải không? Kem và đồ ốc